Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Nhiều Đen, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án property, các dự án IEO đến từ nhiều nền tảng uy tín với chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để liên tục những dự án mới nhất là mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em dự án Fanbit. Tham gia vào dự án hôm nay thì bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat robot. Sau đó chúng ta nút continue hoàn thành phần captcha. Tiếp theo các bạn lựa chọn group Telegram channel nhiệm đầu tiên. Dự án được chia sẻ nguồn IROP 6 là một nguồn IROP rất là uy tín và dự án ra trên đây đều dàn chất là chất lượng. Là một cái tester đây. Các bạn tiến hành follow tester. Like, retweet, pin tweet anh em nhé. Ta chọn hai là lúc đôi. Rồi tiếp theo chúng ta đến với phần username của tester, chúng ta để username ngay tên ta nhé. Cho kênh group 6 này. Sau khi join thì các bạn sẽ ấn vào nút đô. Và địa chỉ ví các bạn dùng VSS ở trên chất wallet hoặc MetaMask, chúng ta copy vào địa chỉ VSS sau đó quay trở lại các bạn paste vào. Cuối cùng các bạn sẽ có link dev và các bạn có thể link dev chia sẻ về thân dev chúng ta. Ok, vừa rồi chúng ta cùng nhau chia sẻ về dự án Fanbit. Bây giờ admin sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.